Hey, chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người các bộ mũi khoan của hãng Total ha. Thì các bộ mũi khoan này đều là hàng công nghiệp hết nha mọi người. Như ở đây, giới thiệu từng cái. Đây là bộ 5 mũi khoan tường, 5 mũi khoan tường đó của hãng Total ha. Với cái đường kính là 4, 5, 4 ly nè, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly đó. Thì nó đựng trong cái hộp này rất là tiện. Hộp rất là tiện. Đó. Sản xuất hàng công nghiệp nha, industrial ha. Rồi. Hàng công nghiệp. Rất là đẹp. Thì chúng ta xài thì chúng ta bỏ vô hộp không sợ bị thất lạc hoặc mất mát ha. Để tôi khui cho mọi người xem ha. Trên đây nó có nút cao su nè, chúng ta phải ấn nút cao su ra. Cao su nó gài đó. Hơi cứng ha. Rồi ra rồi. Đây, cao su. Gỡ ra. Đấy. Cái này mình kéo ra nha, kéo ra. Đó. Rất là đẹp. Mũi này là mũi thường nha, mũi cái đuôi này đuôi thường nha, đuôi tròn nhưng mà đuôi gài nha. Cầm cái cạnh này rất là sắc nha. Đó. Đó. Này là khoan bê tông từ 5 size ha. Rồi mọi người chờ tôi xíu. Rồi tiếp mọi người ha. Thì đây nó có cái đồ người ta lên xuống à, rất là tiện lợi ha, để cất rút mũi khoan ra. Đó. Đây là 10 ly. Này là ông này 8 ly đây. Thì hàng công nghiệp nó đóng chữ Total ở đây luôn nè, nè thấy chưa? Đóng chữ Total này là 8 ly ha. Rồi cái bộ này có giá là 110.000 ha. Thì tôi sẽ đi nhanh qua chút xíu tại chúng ta còn nhiều bộ phía kế tiếp nữa. Kế tiếp là bộ này. Bộ này nó cũng là 5 mũi khoan. 5 mũi khoan bê tông đó, tường bê tông đó. Nhưng mà cái mũi này là cái bộ chui gài ha. Bộ chui gài nó có 6 8 10, quên là 6 8. 8 này nó có 2 size. Rồi mọi chào xíu là có điện thoại ha. Rồi tiếp ha. Thì cái mũi khoan này 6, 8, 8 này gồm 2 mũi là mũi ngắn, mũi dài đó. Thì thiết kế là chiều dài này nè là 110, chiều dài này là 160, chiều dài này là 1 tấc 6 đó. Thì qua này là tấc 6 hết nè, 6, 8, 10, 12 thôi, 6, 8, 10, 12 thì nó gồm là 5 mũi. Thì 8 là 2 mũi, 0, 4 ha. Đây, tôi cũng vui cho mọi xem. Thì cái này tôi cũng kéo ra được. Đó, kéo ra được nặng lắm. Để kéo ra. Đó. Kéo ra rút. À, 8 ly thì cái này là mũi gài. Đó, mũi gài. Rất là đẹp ha. Mũi gài hàng này hàng công nghiệp. Đó. Mũi gài nhưng mà cái đường xoắn này nó sẽ khác với cái ông hồi nãy ha. Đường xoắn này nè. Đó, cái đường xoắn này nó khác với ông hồi nãy. Nha. Dài một tấc sáu nha, còn hai mũi này nó dành cho hai cái mũi này là dành cho cái chiều dài là một tấc mốt ha, 110 đây, một tấc mốt ha, mười ha. Đó thì cái bộ này nó có giá là 140.000 ha mọi người ha, giá 140.000. Rồi tôi kế tiếp ha. Kế tiếp thì cái bộ này mới đặc biệt đây. Thì cái bộ này nó gồm một sheet, nó là gồm 16 mũi ha. 16 mũi thì ở trong đó đó, cái mũi mà dùng để khoan sắt á là nó có tới 6 mũi lần, 2 4 6 mũi ha. Khoan sắt là 6 mũi. Rồi cái mũi mà khoan tường á thì hiện nay nó có 5 mũi. Khoan sắt là khoan sắt từ 2 nè, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly và 8 ly. 8 ly khoan sắt. Còn khoan tường á là chúng ta có là 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly ha. Đây là khoan tường. Khoan tường này. Còn bên đây á, là nó có thêm 5 mũi khoan gỗ. Khoan gỗ chúng ta từ 4 ly nè, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly. Thì cái này khoan gỗ ha. Thì nó làm trong một sheet này rất là đẹp, và trong cái hộp chúng ta có thể đóng lại. Thì dụ gia đình chúng ta thì có thể mua cái này về xài là ok rồi ha. Vừa khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường. Đó, ba chức năng nó đóng trong cái hộp này có 160.000 thôi. Giá cũng rẻ ha, ta mua về nhà ta xài từ từ. Còn hơn là người ta mua từng cây về, mỗi lần người ta xài nó tốn tiền mà nó lại dễ bị thất lạc nữa.
đó. Còn này nó trong hộp luôn, ta có thể ta làm rất là thoải mái, xong cắt vô hộp ta dẹp ha. Rồi này 160.000. Kế tiếp cái bộ này đây, bộ này thì nó dùng mũi khoan này, khoan sắt nha, khoan sắt nó gồm có 4 mũi. 4 mũi này nó dùng chui, là chui lục giác, có thể gắn vô những cái mũi khoan đó ha, lục giác đó, đó chui này chui lục giác nè, nó gắn vô máy khoan mà khoan pin chúng ta xài mình đồ nó dài ha. Này quan sát này giá 85.000 ha. Đó. Rồi kế tiếp này là 5 mũi khoan gỗ ha, 5 mũi khoan gỗ nè, 3 ly 4 ly 5 ly 6 ly 8 ly. 5 mũi khoan này có giá là 60.000, hàng tô toàn ha. Làm rất là đẹp ha. Đây là chui tròn thường nha mọi người đó, tròn thường. Và kế tiếp bộ này đây, bộ này cũng hay nè, bộ này có giá 90.000 ha. Thì bộ này nó gồm là gì, là 2, 4, 6 mũi khoan sắt, 6 mũi khoan sắt và 4 mũi khoan tường á, khoan bê tông á. À, thì khoan bê tông gồm là 4, 5, 6, 8 nè, 6, 8. Ở trong đây chúng ta có khoan sắt gồm có 2, 3, 3 ly rưỡi nè, 4, 5, 6. À, cái này là chui gài hết, không có chui tròn hết nha. Và nó hay chỗ là chúng ta nó cho ta thêm là 6 đầu vít, 2, 4, 6 đầu vít này là nó có đầu vít này, nó có chứ hay cái á, là ở trên đầu vít này nó có những cái rãnh nè, mọi người thấy nó cắt cứ rãnh không? Cái đầu vít này cũng vậy nè, trên những đầu vít này nó có cứ rãnh nè. Đó, mọi người thấy không? Cứ rãnh đó. Đó đó. Có những cái rãnh. Chức năng của những cái cứ rãnh này á, là nó để chống trượt đó. Khi mà người ta đưa vô đầu vít á thì nó sẽ bám chắc hơn, nó tạo cái lực bám vô đầu vít nó chắc hơn, nó không bị trượt. Đó. Thì chức năng gọi là đầu vít chống trượt đó ha. Nè. Đó. Thì tô tò nó thiết kế hàng công nghiệp nên nó làm nó cũng đã tính toán cho chúng ta hết rồi. Ha. Hàng rất là đẹp. Thì trên đây nó có là 2 4 6 đầu vít. Thì trong đó 4 3 ke, mình có thể mở các đầu vít đó ha. Hàng dẹp cũng ok. Giá con này là có 90.000, giá cũng rẻ cũng bèo bọt ha. Rồi tôi xin giới thiệu 6 món này của hãng tô tò hết rồi ha. Mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng của tôi theo số điện thoại bên trên màn hình ha. Thì nói thêm là cái giá này tôi sẽ giữ trong vòng 3 tháng nha. Sau thời gian đó thì có thể là giá tăng hoặc giảm tùy theo nhà cung cấp ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem. Rồi xin chào.